thật đấy, cái đấy là vấn đề là do của chị thôi, chứ còn bọn em thì không thể tính được như thế cho chị ạ. Vâng. Không, cái vấn đề hóa đơn chị ghi ở đâu thì ví dụ như chị chỉ ghi thêm, nhưng mà nó phải đúng với cái số tiền, ví dụ hoặc như là ghép cái hóa đơn khách hàng nào, hoặc là chị mua bao nhiêu để em ghi bấy nhiêu. Như thế là chị hơi lằng nhằng phức tạp đấy, tại vì em chưa ghi ra như thế đâu. Bình thường vâng, bên em là cứ khách ghi bao nhiêu là bọn em ghi bấy nhiêu. Còn trường hợp là khách muốn ghi thêm thì ví dụ như em thêm hai bộ đồ hoặc là cái hóa đơn hai bộ đồ hoặc một bộ đồ cho chị thôi. Vâng. Đấy thì chị thông cảm giúp bọn em, tại vì đấy bọn em là chỉ ghi được như thế, chứ bây giờ em không có ví dụ như là chị mua 16 món mà ghi thành 12 xong lại ghi thêm ra ngoài, em không làm được như thế ạ. Món bây giờ chị ghi thêm là chị phải có hóa đơn chị mua bên em rồi đấy. Vâng, thì chị mua bao nhiêu thì đấy, để thôi vậy thì chị cho em gặp lại bạn để em nói lại với bạn ạ. Đây chị ơi, cái vấn đề bây giờ nhá là chị muốn ghi thêm vào cái hóa đơn 5.286 đúng không ạ? À 5826 đúng không ạ? Bây giờ ghi thêm thì chị cứ cộng lại, ví dụ như là 5826 mà chị cộng với 395 thì em sẽ ghi tổng thêm cho chị. Và nó thành ví dụ 15 món, 14 món thì cộng thêm 1 món là 15 món ạ. Dạ vâng. Em không ghi, chị, ý chị là bây giờ chị muốn cộng thêm và chị vẫn muốn ghi là 13 món đúng không? Tóm lại là chị muốn là cái 5.826 chị cộng thêm bao nhiêu ạ? 13 món rồi ạ. Không, chị muốn cộng thêm ra số tiền bao nhiêu, lẻ lẻ bao nhiêu ở ngoài đấy ạ. Chị ơi, chị em không hiểu những cái đấy đâu. Tại vì bây giờ em thì tóm lại là tổng số tiền thôi. Tại vì điện thoại nói chuyện nó có hạn đấy. Thì vâng. Thế thì bây giờ đây là tóm lại là em chỉ ghi ví dụ như của chị là 5 triệu bao nhiêu đấy, là em chỉ ghi được 10 món, còn chị ghi thêm là em cứ cộng thêm 1 món thôi, chứ em không được cộng thêm khác. Thì chị xem sắp xếp như thế nào đấy chị nhá, chị kêu gọi lại bạn đi ạ. Em cứ ghi tổng số tiền 5 triệu bao nhiêu đấy, em chỉ ghi 10 món. Bây giờ khách muốn cộng thêm 1 bộ hay 2 bộ thì em cứ cộng thêm số nhân số lượng lên, cứ vậy nhá. Bây giờ tóm lại là không biết là bỏ ra hay là em bảo là em chỉ theo hóa đơn thôi, như chị kia chị nói là 5.826 đúng không? Thì là 14 món, bây giờ chị bỏ ra hay là bớt vào thì em không biết, em vẫn tính số lượng như thế, chứ không em không theo, em phải theo hóa đơn, em cứ nói như thế, còn ngoài ra là em không biết, em bảo thế. Em chỉ biết ghi cho chị là như thế thôi, tại vì như chị kia chị làm quen, chị có thể chênh lệch được, ví dụ như là 5.826 thì là 16 món thì chị chênh lệch cho chị 14 món thôi. Còn chị cứ cộng thêm bao nhiêu, ghi thêm bao nhiêu là em cũng như thế, còn khi mà chị đổi đấy tự chị kệ chị, em cứ nhất quyết như thế nhá. Rồi nhá.